Hi, chào cả nhà. Thì hiện tại Phi Lê đang có mặt tại công viên Đầm Sen nha cả nhà. Thì nói đến Đầm Sen thì cả nhà cũng nhớ đến bà ngoại có con bé chó đen với lại con sư mồi cả nhà ha. Thì hôm nay Phi Lê lại ghé lại thêm một lần nữa với bà ngoại. Ngoại nói là muốn giao cho Phi Lê mấy cái chó gì đó, mà cái hoàn cảnh như thế nào thì chưa biết. Có gì cả nhà cùng nghe bà ngoại tâm sự và chia sẻ nha. Mở cửa. Ngoại khỏe, ngoại ha. Khỏe thì khổ muốn làm chết nè. Con không? Là hai bé hả ngoại? Còn mấy hôm nay ngoại làm gì, ngoại sinh sống? Làm ve chai. Nhặt ve chai hả ngoại? Phải nuôi mấy con này nè. Còn mấy con này đâu ra nữa? Người ta bán, rồi con đổi thì nó mua lại. Người ta nói thôi, anh nó dạ rồi là chỉ định bán đó hả? Ừ, không có mua lại của người ta đó chứ bán cái gì. Mua lại ở Tiền Giang nó chở lên đấy, người ta ăn thịt đó mà tội nghiệp mới mua lại, bỏ tiền ra mua lại. Nuôi mấy tháng nay mới sao chân rồi lấy con lại đây nó bỏ đây cho tao nuôi mấy tháng nay đó. Dạ. Còn con này người ta cho nè. Trời ơi. Mày luôn. Dạ. Rồi con bé này, bé trắng này nữa. Bé này rồi con su đâu ngoại? Đã ẩm su, con thăm bé su một cái. Là mấy hôm nay nhặt ve chai cũng đỡ không ngoại? Một tuần lại được bao nhiêu đó? Một tuần lại hả? Hồi nãy bán được mấy chục ngàn, tính hồi đi mua con cho mấy đứa tụi nó ăn đó. Dạ. Bánh tay bánh chân rồi tự nhiên. Đã dịch rồi. Con đen này không ai bắt được hết trơn á, của mình tôi vậy. Mà sao chị không nuôi nữa? Ở ngoài đây rồi lên trên này ở vậy rồi, với lại phòng trọ người ta không cho để. Dạ. Phòng trọ không cho để ngoài đây cho mãi. Su ơi. Cho nè, ta cho nè. Dạ dạ. Nè. Cho dạ. Em lại ta bắt hết. Rồi sao hai tay? Một chưa chị. Bỏ từng con vô. Su, cái này su mập quá ha. Su ơi. Su. Vậy hả? Nó khôn lắm. Không ai bắt được nó, cho nó chỉ có mình tôi thôi. Từ lúc mà nó chạy tôi tới giờ là chỉ à, là hôm lúc trước là chị cứu mấy bé này trong mấy người bán thịt chó hả? Ừ, thấy tội nghiệp quá, tôi thấy người ta mặn là tôi chửi à. Vậy hả? Ừ. Thì hôm nay là chị đưa cho em hai mấy chó này, thì chị có muốn lấy cái số tiền chị mua lại không hay như thế nào? Sao cũng được. Sao cũng được là sao? Thịt đó à, chứ tôi không có sợ gì cho nó, thấy nó bị thịt tội nghiệp nó. Dạ. Là hai con bé này chị mua bao nhiêu? Cái này 700 ngàn hả? Thấy nó bán rồi thấy tội nghiệp quá, mình không dám mua lại của thằng đó, mà phải mua lại của thằng bán thịt chó. Dạ. Mày lên trên đây phải mua hai cọng dây xiềng cho nó đeo vô, cắn chẳng con này chẳng luôn. Dạ. Thôi thì nếu vậy thì con sẽ gọi ngoại điện cho con ấy, con sẽ gửi lại số tiền cho chị đó hả ngoại ha. Dạ. Chính là đưa con này nè. À. Bỏ vô được không? Bỏ ngang trên luôn được. Bỏ vô luôn. Ở dưới luôn hả? Rồi. Bé này này ở đâu ngoại có nữa? Trời ơi, cũng là đang. Ok. Lại ta cho đó. Ê. Nó già rồi. Trời ơi, nó già. Cắn lum lơ nè. Cắn lum lơ cho rồi. Nè. Quá già rồi, già hơn su luôn á. Già hơn su. Khôn lắm mày ơi, tôi đi hai chân lịch không có nghe. Bỏ cái gì giữ tròn đó. Tôi đi hai chân lịch, hai chân lịch. Nè. Giúp giúp cho làm đi. Nè nè. Su à, Su ơi, em đi đó, em
vô hả? Rồi tối tối ngoại ngủ ở đâu? Ngủ ở đây luôn hả? Người ta đâu có cho ngoại, đâu có cho nuôi chó đâu, trong phòng đâu có cho nuôi đâu. Trời ơi. Ngoại trả rồi luôn, ngoại ra ngoài này mà đâu. Dạ. Mấy nay Duy Còi nó hay ghé ngoại không? Không. Chuyện nó cũng không được á, cái này chuyện nó được là đem đi đâu rồi. Dạ. Không ở đi chạy đi đông đông. Dạ. Nè nó mới lấy cái gạo nè. Con này nó dữ lắm á, con đen nè. Nó dữ lắm đó. Dữ lắm hả? Tên đen hả? Ừ. Đen. Đen, đen. Nó lặn đen. Rồi. Nè con gửi cho chị lại là 700.000 đúng không? Với lại thôi con như là còn 3. Còn 300.000 thì con gửi cho bé Su nó ăn bánh ha ngoại ha. Chứ con cũng nuôi nhiều quá trời rồi. Con cũng khó khăn lắm. Dạ. Dạ. Được đâu. Dạ, dạ. Con chó liệt, sợ thịt nó tội nghiệp nó thôi, tôi sợ là người nào mà thịt nó thôi. Sợ nó bị ăn thịt. Su. Đó, Su 300.000 bánh nha. Em Su nha. Su chán ăn lắm. Su nay mập quá trời luôn á. Ăn thịt lộn với khách không mà mập. Trời ơi, chơi một ngày nhà dây chai không có nhiều tiền mà cũng cho dịch lộn xíu xích luôn á. Chịu chơi quá trời luôn á. Chứ nó không ăn cơm mà biểu. Dạ tối ngoại chạy ghế nằm đây hả? Nằm ăn đặng là xe dây chai của ngoại ăn đặng đúng không? Trời ơi, mấy bữa trước đi ngang đâu có thấy đâu. Có dạy xe dây chai à? Dạ. Ôi sao hỏng nó chảy máu rồi. Máu rồi, nó chảy máu rồi. Dạ rồi. Cái gì đó? Dao chắc cắn lưỡi, cắn lưỡi hay gì đó. Thôi thôi. Đi dạy ra. Đi dạy cắn rồi. Là con này chắc cũng đi lang thang vòng đây luôn á ngoài. Ta cho ba con cho phải ba con kẻ là ba con cho ngoài hết. Vậy hả? Vậy cái con này nó bị trước. Nếu mày đã vô vui nó làm bệnh viện. Làm bệnh viện mà không có cái mạng bệnh. Không có ai đâu cho đổ bệnh. Đổ bệnh con này mạnh. Con này về là hai con kia vô mình hai con kia chết. Ở bên mấy ấm bây giờ là con bé đen nó là giang hồ bệnh đó. Nó là đàn chị đó. Thiệt. Nó hung dữ lắm á. Mà được cái á, không ai dám đụng nó hết trơn á nha. Nó ghét này là giống như ghét con trai luôn. Bởi vì thành ra đâu có đẻ hay gì đâu. Nó ghét nhảy đực lắm, vừa leo là nó gừ lại cái này ấy à. Bây giờ bà mập lắm. Mập dữ dằn luôn. Con đó nó khôn lắm á, con đen đó nó khôn lắm á. Được lên nói bà cho nó đi rồi nó chờ dạ. Người ta thịt nó. Dạ. Dạ thì khi nào đỡ dịch ở ngoài, tại vì bây giờ dịch quá. Mà sớm còn rồi đó đang bùng dịch trở lại, những người trong xóm còn chưa bị giờ ta bị cái ta dán bản rồi. Con gõ tay cho con ở ngoại mà con hỏi thì ngoại nè, mấy tháng nay dịch chứ cũng ngoại cũng khó khăn không ngoại ha. Rồi dây chai thì một tuần bán cũng mấy chục ngàn rồi sao sống. Nãy mới bán được mấy chục ngàn nè. Trời ơi. Bánh hồi đi mua cơm á, mày chưa xuống là tao đi mua cơm á. Đi mua cơm về cho tụi ăn. Ngày nào cũng là mà. Rồi thí dụ như ngoại đang xin nhai ngoài đường vậy nè. Rồi người ta thấy bé Su dễ thương quá, người ta muốn mua lại. Không, thì người lại kêu bán, kêu ngoại bán bé Su á. Vậy hả? Ừ. Nó không chẳng có đăng nữa đâu. Chỉ chẳng nhận được bán. Ở cái hả, mày ở ngoài này rồi nó không cái này. Còn nếu là chưa, nó cũng bán ra vô chồng chồng. Nó kêu lên chồng nó nằm. 10 triệu, 2 triệu cũng bán luôn ngoại. Sao vậy ngoại? Thôi. Nó tại vì từ nhỏ lớn rồi, nó từ nhỏ lớn rồi. Mình gắn chỉ có xíu rồi đi kiếm dần dần đi kiếm. Mình có số tiền mà, mình có số tiền nhiều mà. Có số tiền nhưng mà hết đó. Mất đó. Dạ. Mình đâu còn thấy nó nữa đâu. Dạ. Ai biết được người ta đâu có đem đi đâu nên thấy đâu. Đó cả nhà thì nếu mà ai có dịp đi ngang kia trên cái đoạn đường mà ở ngay cổng Đầm Sen Hòa Bình đó cả nhà thì hãy ghé đến bà ngoại nhặt ve chai với lại con bé Su mù nè cả nhà, để mà tặng cho bà ngoại với lại bé Su mỗi người một ít, để có thể mà tặng cho bà ngoại bé Su có tiền để mua gạo mua bánh ăn nha cả nhà. Trời ơi, hai bà cháu nhặt ve chai một tuần có mấy chục ngàn thôi. Chú ơi,
Su có thương ngoại không Su? Su ơi. Tối cái ra vừa chạy với bố lên là nó lên rồi, không có con chó nào mà lên được với nó hết. Dạ. Dạ. Con lên con Mỹ Ti về lên không được với nó, nó đủ xuống hết. Nó tối nó nằm ngủ nằm mấy người đang đá người ta đi ngang nó chờ rồi con nằm được đó nó không có nổi. Bà nằm ở đâu, nằm ở đâu. Mà sao ngoại thương Su quá vậy? Trời ơi, cái ngoại thương nó còn nhỏ thế lớn. Lúc mà nó mù, đem về nó mù, phải cho nó ăn, phải đút từ miếng sữa, đút từ miếng cháo cho nó ăn. Bữa đó bệnh hả, bà ngoại khóc cần chết. Phải đi ra lo cho nó. Như con quỷ này ngoại cũng phải lo cho nó. Tốn cả triệu ăn đó, con quỷ này á. Dạ. Thôi thì... ngoại là có trời người với nó mà. Đó cả nhà. Hai lòng bé đen thấy không? Ở dạ. Ngoại cũng có mấy năm trời mà ngoại còn còn muốn cho nó đi, ngoại còn muốn gần chết luôn. Dạ. Gần nó bị thu. Tất nhiên tại bé đen nó bự quá, sợ nó bị người ta ăn thịt thôi. Dạ. Còn khu này á thì ngoại chỉ sợ nó đi lên cái đứng lang thang rồi ta lại ta không biết nó buồn nó bắt nó. Đúng nó rồi. Bỏ nó chỗ khác rồi nó không biết đường đi về bằng với nó thôi. Dạ. Bây giờ bao nhiêu ngoại có không cho nó chết thì không thôi. Chết thì thôi. Giờ bao nhiêu cũng bán hết chứ thà là chết cho không? Chết thì cho, chết thì đem xuống. Đó. Đó. Nó nhìn đầu qua. Chú ơi, chú à. Chú à. Đây ai chiến tranh hết trơn rồi. Không à. Chứ mấy bữa bỏ lòng ở đây đâu la đâu. Kêu ngoại, ngoại, kêu ngoại á. Kêu quá. Gặp ba chị đen ở trên á, làm chủ, bá chủ. Thôi đẹp.